Lương Tiểu Long, tên khai sinh Lương Tài Sinh, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1948 tại Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, là một diễn viên và đạo diễn võ thuật của Hồng Kông. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 1 năm tuổi khi gia nhập ngành điện ảnh võ thuật và làm đóng thế cho các diễn viên. Năm 1973, anh đóng vai chính lần đầu tiên trong bộ phim Sinh Long Hoạt Hổ, và trong những năm 1970, anh cùng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long được gọi là Tứ Tiểu Long của làng giải trí Hồng Kông. Trong những năm tiếp theo, anh tham gia đóng phim và phim truyền hình như Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân, Tứ Đại Danh Bổ và nhiều tác phẩm khác. Năm 2007, Lương Tiểu Long nhận giải nam diễn viên hành động xuất sắc nhất tại Lễ hội Võ thuật Trung Quốc, toàn cầu. Năm 2010, anh được vinh danh với giải ngôi sao võ thuật huyền thoại tại Hội nghị phim quốc tế Fantasia ở Canada. Năm 2008-2009, anh được trao giải người có ảnh hưởng nhất tại giải thưởng Kim Phi Long báo chí Trung Quốc. Tháng 3 năm 2016, anh được xếp hạng 16 trong danh sách ngôi sao võ thuật lớn nhất Trung Quốc. Lương Tiểu Long từng tham gia 3 cuộc thi võ thuật quốc tế tại Hồng Kông với sự tham gia của người nước ngoài và giành được 2 lần vô địch cùng 1 lần đạt giải Á quân. Đời tư của Lương Tiểu Long. Trong gia đình của Lương Tiểu Long có 11 anh em, anh là cả, em trai Lương Thập Nhất trước đây cũng là diễn viên, em trai Lương Tiểu Hùng đã từng làm thiết kế võ thuật. Khi còn nhỏ, cả gia đình sống trong một căn nhà có chiều dài 80 phân, tương đương với khoảng 24 mét, chỉ có một cái giường và một cái tủ. Lương Tiểu Long đã lớn lên trên nền đất. Bà nội của Lương Tiểu Long là một người phụ nữ truyền thống, đã từng sử dụng dây xích sắt để buộc anh lại khiến anh không thể ra khỏi nhà cho đến khi anh 13 tuổi, gần 10 năm, anh mới có thể tự giải thoát và trốn đi. Tuy nhiên, khi ra ngoài chơi, anh thường bị người ngoài đánh đập và bà nội của anh cũng bị người ta bắt nạt, vì vậy anh học võ là để bảo vệ bà nội và kiếm thêm tiền. Quan hệ tình cảm. Lương Tiểu Long đã từng kết hôn với ca sĩ Lý Ái Liên, có một cô con gái, nhưng sau đó hai người ly dị. Lương Tiểu Long sau đó vì công việc thường xuyên phải trở về đại lục, gần như không còn liên lạc với Lý Ái Liên và con cái. Vào mùa hè năm 1994, khi Lương Tiểu Long 46 tuổi, anh gặp gỡ Song Hiên, một cô gái Đông Bắc đi theo một người sư tỷ. Song Hiên cũng từ nhỏ đã học võ, cộng thêm tình yêu mến với Lương Tiểu Long, hai người rất hợp nhau. Sau nhiều lần tiếp xúc, tình cảm giữa Song Hiên và Lương Tiểu Long đã phát sinh, và vào năm 1995 họ đã kết hôn. Sau khi kết hôn, họ có 2 con và yêu cầu con cái phải học võ từ khi còn nhỏ. Tình hình hiện tại của ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Lương Tiểu Long 76 tuổi. Gần đây, một số người dùng mạng phát hiện ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông, Lương Tiểu Long, xuất hiện tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hàng ngày anh ta đều luyện tập võ thuật tại công viên. Mức độ yêu thích của Lương Tiểu Long đối với võ thuật khiến mọi người phải kinh ngạc. Tên của anh ta giống với Lý Tiểu Long, nhưng anh ta không sợ bị so sánh với huyền thoại võ thuật này. Thực tế, Lương Tiểu Long trẻ hơn Lý Tiểu Long 8 tuổi, có thể coi là một võ sĩ cùng thời đại với ông. Mặc dù danh tiếng của Lý Tiểu Long như một ngôi sao đã sáng rực, nhưng Lương Tiểu Long không sợ hãi được so sánh với ông. Anh ta rõ ràng nhận thức được tình yêu đối với võ thuật của mình, nhưng cũng nhận thức được rằng anh ta chưa đạt được thành tựu như Lý Tiểu Long. Mặc dù vậy, Lương Tiểu Long cũng rất được biết đến tại Trung Quốc. Anh từng hợp tác với Châu Tinh Trì trong bộ phim Tuyệt Đỉnh Công Phu, đóng vai Hỏa Vân Tà Thần và được người hâm mộ yêu thích. Ngoài ra, khi còn trẻ, Lương Tiểu Long còn đóng vai chính trong nhiều bộ phim có chủ đề yêu nước như Trần Chân, Hoắc Nguyên Giáp, mỗi bộ phim đều làm người xem cảm động và suy ngẫm. Theo như thông tin được biết, Lương Tiểu Long, 76 tuổi, không phải là người say sưa với phụ nữ, anh ta sống riêng, tách biệt với vợ, cuộc sống của anh ta rất đơn giản. Gia đình của anh không bao giờ xuất hiện trước ống kính. Dù cuộc sống của Lương Tiểu Long ở tuổi già không có sự quyến rũ của phụ nữ, không có sự chìm đắm vào tiền bạc và xa lánh những cuộc cãi vã trong giới nghệ sĩ, nhưng tình yêu của anh dành cho võ thuật không bao giờ thay đổi. Anh luyện tập võ thuật mỗi ngày, không bao giờ gián đoạn. Điều này khiến cho dù đã cao tuổi, Lương Tiểu Long vẫn cực kỳ khỏe mạnh. Ngay cả khi thực hiện những động tác khó khăn, anh ta vẫn không hề có bất kỳ vấn đề nào, khiến mọi người phải kinh ngạc. Tình trạng thể chất của Lương Tiểu Long không kém cạnh so với giới trẻ, đáng kinh ngạc. Câu chuyện phát triển của Lương Tiểu Long cũng rất huyền thoại.
anh đã trải qua một thời thơ ấu khó khăn. Cha anh là một võ sư, thường xuyên ra ngoài biểu diễn, không thể ở bên cạnh anh khi anh lớn lên. Lương Tiểu Long sớm bỏ học, phát hiện niềm đam mê mạnh mẽ đối với võ thuật. Sau đó, ở Hồng Kông, dưới sự hướng dẫn của bác của mình, anh học được võ thuật và trở thành một diễn viên võ thuật, đóng thế và hướng dẫn võ thuật nổi tiếng trong giới giải trí Hồng Kông, danh tiếng vang dội. Sau này, Lương Tiểu Long còn học hỏi phái Bắc và võ karate, năng lực võ thuật của anh đã được nâng cao đáng kể. Đáng chú ý là, Lương Tiểu Long đã trải qua sự kiện người nước ngoài tấn công Hồng Kông, tham gia 3 trận đấu, 2 lần đoạt giải nhất, 1 lần giải nhì. Thậm chí còn phải đối mặt với hơn 10 võ sư, kết quả là Lương Tiểu Long đã đánh bại tất cả một cách trắng trợn, không cần sử dụng vũ khí, thật sự tuyệt vời. Sự nghiệp của Lương Tiểu Long. Lương Tiểu Long, sinh năm 1948, gốc quê ở Quảng Đông, lớn lên trong một gia đình nghèo ở Hồng Kông. Ban đầu, Lương Tiểu Long bắt đầu học võ để bảo vệ bà nội. Mỗi khi đi qua các võ đường, anh đều dừng lại để quan sát và sau đó tự tập luyện khi về nhà. Mặc dù gia đình không mong muốn anh theo đuổi con đường này mà muốn anh học hành cẩn thận. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lương Tiểu Long gia nhập làng giải trí khi mới 15 tuổi, bắt đầu làm đóng thế trong phim. Và sau đó, anh học được cách tránh khỏi tổn thương và 19 tuổi đã trở thành đạo diễn võ thuật. Một lần, khi giúp đỡ một người đánh quân Anh ở phố Tiêm Sa Chủy, Lương Tiểu Long được mời bởi Ngô Tư Viễn để tham gia diễn xuất. Từ đó anh chuyển từ làm đóng thế sang làm diễn viên. Sự nghiệp nghệ thuật. Lương Tiểu Long bắt đầu tham gia diễn xuất chính trong phim từ năm 1973. Trong nhà máy võ thuật tại tòa nhà Bình An, anh đã đối mặt với nhiều người đàn ông ấp và chỉ bằng đôi bàn tay trần, anh đã khiến họ bỏ chạy, làm cho anh nổi tiếng một thời. Năm 1972, Lương Tiểu Long tham gia vào bộ phim Tiểu Hùng Hổ Sinh Tử, trong đó anh đóng vai trò của bàn lão đại. Bộ phim kể về những cuộc đấu tranh của những anh hùng chống Nhật để bảo vệ tài liệu bí mật, đã bị cấm chiếu tại Trung Quốc do các cảnh quay quá bạo lực, chỉ được công chiếu tại Hồng Kông vào năm 1975. Một năm sau, Lương Tiểu Long đóng vai chính trong series truyền hình dựa trên tiểu thuyết của Kim Dung Thiên Long Bát Bộ. Sau đó, để đảm bảo bản remake của Thiên Long Bát Bộ có được tỷ suất người xem cao hơn, phiên bản mà Lương Tiểu Long đóng vai chính đã được giấu đi, hiện tại chỉ có thể tìm thấy một số đoạn phim trên mạng. Năm 1981, Lương Tiểu Long đóng vai trong series truyền hình Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp, được công chiếu lần đầu tại Hồng Kông. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên với chủ đề về Hoắc Nguyên Giáp và cũng là bộ phim truyền hình Hồng Kông đầu tiên được giới thiệu vào Đại lục Trung Quốc, sau khi công chiếu lần đầu trên đài truyền hình Quảng Đông vào năm 1983, bộ phim đã được phát sóng trên các đài truyền hình trong khu vực. Lương Tiểu Long vì vai diễn của mình đã trở nên nổi tiếng trên đất nước Trung Quốc. Do đó, vào năm 1982, công ty đã quyết định thực hiện một series truyền hình mới dành riêng cho Lương Tiểu Long mang tên Trần Chân, với nhiều đoạn diễn đầy yêu nước và những pha võ thuật xuất sắc đã làm cho nhân vật Trần Chân trở thành một anh hùng yêu nước trong lòng khán giả. Tuy nhiên, sau sự việc liên quan đến bình luận, Lương Tiểu Long buộc phải lui vào hậu trường trong nhiều năm. Cho đến khi vào năm 2001, bộ phim Trần Chân hậu truyện được công chiếu, Lương Tiểu Long lại trở lại màn ảnh nhỏ với hình tượng Trần Chân. Năm 2004, Lương Tiểu Long tham gia bộ phim Tuyệt Đỉnh Công Phu do Châu Tinh Trì đạo diễn, với vai trò của thần ác Hỏa Tâm. Một lần nữa anh trở lại với khán giả với vai diễn ấn tượng này. Bộ phim kể về cuộc sống của một thanh niên gian xảo tham gia vào băng đảng Hạc Triều. Và thần ác Hỏa Tâm chính là bí mật phía sau của băng đảng đó. Cuối cùng bộ phim kết thúc với cuộc chiến giữa thanh niên gian xảo và thần ác Hỏa Tâm, khi anh ta chiến thắng thần ác Hỏa Tâm, trở thành người có võ thuật siêu phàm. Để đáp ứng nhu cầu về nhân viên an ninh của Trung Quốc, vào năm 2006, Lương Tiểu Long đã thành lập một trường võ thuật tại Hàng Châu, chuyên đào tạo nhân viên an ninh với chương trình giảng dạy chủ yếu là karate. Hai năm sau, Lương Tiểu Long tham gia diễn xuất trong bộ phim Bọ Cạp. Đây cũng là lần đầu tiên anh hợp tác với nữ diễn viên Nhật Bản Miyuki Mizuno. Bộ phim được công chiếu chính thức vào ngày 8 tháng 8 năm 2009 tại Nhật Bản. Năm 2009, Lương Tiểu Long tham gia bộ phim Đầu Bếp Công Phu, trong đó anh đóng vai Hoàng Bỉnh Cơ. Năm 2013, Lương Tiểu Long đóng vai Lương Bí trong series truyền hình Diệp Vấn, hợp tác với Trịnh Gia Dĩnh, Hàn Tuyết, Nguyễn Hoành và những người khác. Cùng năm đó, Lương Tiểu Long, Lý Liên Kiệt và Văn Chương cùng tham gia bộ phim Thần Thám Xuất Thần.
Ngày 24 tháng 10 năm 2014, bộ phim Hà Đồ do Lương Tiểu Long đóng vai chính đã ra mắt. Bộ phim này đã cố gắng tạo ra phiên bản đặc biệt cho thị trường Trung Quốc của bộ phim Trung Hoa Thư Quán. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, bộ phim Quốc phòng số 7 do Lương Tiểu Long đóng vai chính đã ra mắt. Vào năm 2023, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!